Hậu chia tay đạt dê và công khai bồ mới là anh chủ shop anh thoại, du viên càng ngày càng cuốn hút hơn. Bên cạnh việc tập trung cho công việc, thì nữ ca sĩ còn có niềm đam mê đặc biệt với việc tập tành, khoe dáng xịn. Đường tình càng chắc trở thì con đường rèn luyện body lại phải càng rộng mở hơn. Cũng chính vì vậy mà cô nàng cũng trăm diện những trang phục sâu triệt để thân hình. Dễ thấy mỗi bức ảnh của chị em. Trước khi đăng tải trên mạng xã hội đều trải qua răm bảy lớp filter ở vài app chỉnh ảnh khác nhau là bình thường. Còn nếu không thì cũng là N lần clip chuột trong Photoshop, nói chung là nhiều công đoạn mới yên tâm khoe lên trang cá nhân được. Thế nhưng, sửa ảnh một chút thì vui, sửa ảnh nhiều chút thì bị netizen phát hiện. Du Uyên là nhân vật mới nhất rơi vào tầm ngắm của các thánh soi. Cánh tay phải méo mó như thể Du Uyên đã hơi ẩu trong công đoạn chỉnh ảnh trăng mới đây, cô nàng đã tung ra loạt ảnh hở bạo khoe body thon thả. Kể từ sau ồn ào bị đạt dê, đi đường quyền, đây là lần đầu tiên Du Uyên có động thái khoe hình mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, dân tình đã so gia điểm sai sai trong những tấm ảnh của cô nàng. Cụ thể viên eo bên trái của Du Uyên uống lượng bất thường còn cánh tay bên phải lại vừa nhấp nhô vừa mờ ảo. Dường như bạn gái cũ đạt dê đã nắng một chút cho vòng eo nhỏ xíu của mình bức tường nơi du uyên đứng tạo dáng bị công vênh bất thường ngay sát phần eo thon trải qua một cuộc tình đầy drama với đạt dây, không khó để nhận ra du uyên cũng có những thay đổi ít nhiều cô nàng trở nên cuốn hút hơn hẳn và có phần đầm thắm trong từng xúc hình diện chiếc váy hai dây cắt khoét táo bạo bạn gái cũ đạt dây khoe triệt để từng đường cong cơ thể đặc biệt là vòng hai con kiến đáng mơ ước tuy nhiên nhiều người cho rằng cô nàng hơi gầy nếu có ra thịt hơn một chút sẽ đẹp hơn Trước đó, Du Uyên từng gây chú ý khi tung ảnh mặt một quá khác lạ. Vốn theo đuổi phong cách cá tính nên cô nàng thường trang điểm khá đậm và sắc sảo. Chính bởi vậy khi chứng kiến gương mặt không mấy trúc của nữ ca sĩ, nhiều người đã không khỏi bất ngờ. Cùng một trang phục, cùng một góc ảnh, nhưng rõ ràng Du Uyên trong hình chụp với filter bên phải trông cuốn hút hơn hẳn Du Uyên trong ảnh chụp camera thường. Thê tê. Theo Việt Nam Net